các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại là King Gallon. Đây là một cái xưởng sản xuất nhỏ, xưởng sản xuất vàng lá là lớn nhất thành phố Mandalay và nổi tiếng nhất. Thì ở trong này là cái khu một khu trưng bày sản phẩm và bán hàng sản phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ở đây để xem cái cách người ta thực hiện làm vàng lá như thế nào. Người đàn ông như thế này sẽ ngồi và đập những cái vàng lá như thế này, dã nhỏ nó ra. Tại cái xưởng vàng lá ra lâu này thì đàn ông đang phục vụ công nhân bắt đầu bấm đinh. Đây là một cái đồng hồ của người Mandalay. Thì khi mà các bạn là như này, đây là cái bằng cái gáo dừa đấy, khi các bạn thả xuống cái này thì nước chảy vào bên trong như thế này, và khi mà đầy vào như này thì người ta sẽ nghỉ xong rồi tiếp tục. Đây là một cái đồng hồ, để một cái cách này để đo để đâm như này, bao giờ mà cái này nó đầy thì là sẽ nghỉ. Và đây là người phụ nữ đang gắn lại cái miếng vàng lá đấy. Và để chế tạo miếng vàng lá này thì cần phải có một cái lá làm bằng tre. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây là một trong những cái lá làm bằng từ cây tre. Thì sau đây tôi sẽ chỉ cho các bạn là cái công đoạn để làm cái lá như này. Thì đầu tiên là nó sẽ là những cái cây tre như thế này. Đây là những cây tre xong người ta lược bỏ cái vỏ bên ngoài đi. Thì xong người ta chẻ ra thành như này. Đấy, sau chẻ thành thanh như thế này. Sau đó là ngâm trong nước chanh khoảng tầm 3 năm. Đấy, ngâm trong nước chanh khoảng tầm 3 năm thì nó được những cái thứ như này. Sau khi trong 3 năm sau thì người ta vắt ra được cái bột. Đây. Đây cái này. Vắt ra cái bột như thế này. Đây người ta gọi là bột tre. Đây các bạn thấy. Nó sệt. Quay đấy. Xong khi đó rồi người ta cho vào cái hũ như này và người ta cho nước vào. Xong người ta lấy cái này để người ta ngoáng vào như này. Sau khi ngoáng vào như này rồi thì thành cái bột, và người ta sẽ chuyển qua đây và cho vào cái này, cho vào cái tấm này để lát nó ra. Lát ra xong người ta sẽ được một cái lá như này. Xong nó sẽ bỏ lên cái đá này và đánh như này. Đấy, đánh như này trong 30 phút thì sẽ được cái lá này. Thì khi được cái lá tre như này rồi thì khi rán bóc cái vàng ra thì nó sẽ không bị dính vào. Và đây là thành quả sau khi mà dã liên tục những cái búa vào những tấm tre như này. Và đây là những miếng vàng lá rất mỏng, làm hoàn toàn bằng thủ công của cái xưởng chế được vàng lá lớn nhất. Số cây được, số cây chế được. Miếng vàng lá dán hoặc là được trưng bày. Lá vàng rất là đẹp. Đấy, có rất nhiều miếng vàng lá trong tấm như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Cuối cùng subscribe và like chia sẻ.